con xin kính chào quý cụ quý ông bà cùng tất cả anh chị em hôm nay ngày 8 tháng ngày 12 ngày lễ trọng kính Đức Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội có lẽ tất cả chúng ta đều rất là yêu mến Đức Mẹ chính vì thế mà ngày lễ Đức Mẹ cũng là ngày mà chúng ta nghe nhiều bài chia sẻ về Đức Mẹ để chúng ta hiểu biết và thêm lòng yêu mến Đức Mẹ con xin được đọc một bài báo đăng trên trang của hội đồng giám mục Việt Nam Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội với những ơn lành Hôm nay chúng ta cử hành đại lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội mầu nhiệm này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 định tín vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, tức trước khi Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức 4 năm. Ngay từ thời nguyên thủy Kitô giáo đã tin Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là Đức Mẹ không bị vướng mắc vào một tội lỗi nào cả từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Nói một cách khác, Đức Mẹ được sinh ra trong tình trạng không mắc tội tổ tông truyền và giữ được tình trạng vô tội đó suốt cả cuộc đời mình. Giáo huấn của giáo hội về mồi nhiệm vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh. Chẳng hạn trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, Thiên Chúa nói với Satan, Ta sẽ đặt mối hiểm thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ. Người công giáo luôn coi người nữ đây là hình ảnh của Đức Maria và dòng dõi người phụ nữ chính là Đức Giêsu. Đức Maria và Chúa Giêsu đứng trên cùng một chiến tuyến đối nghịch với chiến tuyến bên kia là Satan và những đồ đệ của nó. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thiên Sứ nói với Đức Mẹ hãy vui mừng vì cô được Chúa Trời chúc phúc. Thiên Chúa ở cùng cô và cô có phúc hơn mọi người phụ nữ. Câu nói này về chính mầu nhiệm ấy, Đức Maria phải được coi là người khác biệt với hết mọi người phụ nữ khác. Đức Maria cao trọng hơn hết mọi người phụ nữ. Như vậy sự việc Thiên Chúa gìn giữ Đức Mẹ không mắc tội lỗi nào không có gì đáng ngạc nhiên. Vì mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con Thiên Chúa, con của Thiên Chúa phải được sinh ra từ một người mẹ hoàn toàn vô tội, chẳng phải là một việc xứng hợp sao. Người công giáo của chúng ta luôn luôn có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ dưới danh hiệu vô nhiễm nguyên tội. Và vì thế mà ngày hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với một niềm vui đặc biệt và với một lòng biết ơn sâu xa trong cuốn tiểu sử đời sống của thánh đông bosco có thuật lại một sự việc sau đây Hôm ấy là ngày 8 tháng 12 năm 1841, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. cha đồng Moscow vị tân linh mục đang mặc áo sửa soạn dâng thánh lễ. Bỗng từ trong phòng áo cha nghe tiếng ồn ào từ phía ngoài cửa. Cha bước ra và gặp thấy ông từ coi phòng áo nhà thờ, đang cầm chổi lông gà đánh đuổi một cậu bé nghèo ăn mặc rách rưới. Chỉ vì cậu bé dám bén mạng đến phòng áo và lại không biết giúp lễ, Cha đồng Moscow tỏ vẻ không bằng lòng và bảo ông từ phải đi tìm cậu bé đem trở lại phòng áo cho cha. Cha lại còn quá quyết rằng đó là bạn thân của cha. Một lúc sau ông từ trở, ông từ trở lại phòng áo dẫn theo cậu bé bị đánh đuổi, cha bảo cậu ngồi đợi một chút, sau lễ ngày sẽ nói với cậu về một điều mà cậu sẽ rất vui thích có lẽ đó chỉ là cách cha muốn bù đắp lại sự tàn nhẫn của ông từ hoặc xóa bỏ đi những mặc cảm và ấn tượng xấu đã gây nên trong tâm hồn của cậu nhưng đường lối của Chúa còn đi xa hơn nữa vì chính trong ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đó, Thiên Chúa muốn Ngài khởi công một sứ mệnh tông đồ cao cả vẫn còn hiện hữu cho tới ngày hôm nay. Điều gì đã xảy ra trong cuộc gặp gỡ đó như lời đã hứa, sau thánh lễ cha bắt đầu cuộc đối thoại thân mật với cậu bé, đó là cậu Bartolomeo Galendi. Đồng Bosco bắt đầu bằng những câu hỏi thân mật từ gia đình cậu, cha mẹ cậu. Cậu đáp lại là Cậu đáp lại là cả hai đều đã qua đời. Cha hỏi tiếp về tuổi của cậu, về công ăn việc làm và nơi ăn trốn ở của cậu. Với những câu hỏi đó, cậu chỉ đáp lại bằng tiếng không hơi cọc cằn. Tuy nhiên cha vẫn không ản lòng sau cùng cha hỏi con có biết huyết sáo không? mắt cậu sáng lên và cậu bắt đầu mỉm cười gật đầu đó là điều duy nhất cha mong ước cậu đã bị chinh phục và đã trở thành bạn thân của cha từ đó cha bắt đầu đối thoại bằng những câu hỏi về đời sống người công giáo của về đời sống người công giáo của cậu đáng thương thay mặc dù cậu đã lên 16 tuổi nhưng mới chỉ được xưng tội lần đầu mà thôi còn về giáo lý thật không biết gì hết vì không được ai chỉ bảo cho Ngay cả đến việc làm dấu thánh giá Và đọc một kinh kính mừng Cậu cũng không biết Và trong đông Moscow quỳ xuống đọc kinh kính mừng Phó thác cho mẹ Maria Và nhân danh mẹ bắt đầu sứ mệnh tông đồ của cha Cầu xin mẹ giúp cha Cứu rỗi linh hồn cậu bé này Cầu xin với đức mẹ Cứu rỗi linh hồn cậu bé này Trước khi cho cậu ra về, cha tặng cậu một màu ảnh đức mẹ và hứa sẽ trở lại tuần tới đem theo chúng bạn của cậu để cùng được học giáo lý nữa. Và cậu hứa sẽ trở lại tuần sau đem theo bạn bè. Thời gian trôi qua nhân dịp toàn thể dòng con cái Đông Mosco mừng kỷ niệm 150 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa thánh giữa Đông Mosco với cậu bé Bartolomeo Galendi ngày khởi đầu sinh hoạt khánh lễ viện mà Đông Mosco là bị sáng lập mà cậu bé Bartolomeo là viên đá đầu tiên nơi cậu Bartolomeo Đông Bosco đã nhìn thấy trước hàng ngàn thanh thiếu niên bị bỏ rơi cần được nhận biết tình thương của Chúa và Ngài đã hiến trọn đời mình để giáo dục niềm tin trong tâm hồn các em. Hơn nữa, Ngài còn đào luyện các em trở thành tông đồ giữa chúng bạn, dẫn đưa chúng bạn về với Chúa qua đời sống bí tích và việc học hỏi giáo lý. 150 năm đã qua và sứ mệnh tông đồ của Đông Bosco đã được các con thiêng liêng của Ngài tiếp tục tới ngày hôm nay trên khắp năm châu. Hàng ngàn Hàng, hàng triệu thanh thiếu niên qua nhiều năm đã nhận biết yêu mến Chúa và dẫn thân để Chúa cũng được nhận biết yêu mến và tôn thờ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội một tấm gương tinh tuyền và tràn đầy ơn thánh Chúa. Cảm ơn Chúa đã làm phong phú giao hội Chúa với ân đặc sủng của Tu hội Salesian. Xin Chúa chúc lành cho sứ mệnh tông đồ mà Ngài đã hiến thân phục vụ đến hơi thở cuối cùng, để giới trẻ qua mọi thời đại và trong mọi môi trường văn hóa tìm được Thầy chỉ dẫn, nhận được sự hiểu biết tình thương của Chúa và trở nên vị tông đồ khác giữa tông đồ khác giữa giới trẻ dẫn đưa chúng bạn gặp gỡ Chúa tránh xa tội lỗi và gìn giữ luôn mãi vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn là bí quyết niềm an vui và hạnh phúc thật. Amen chúng ta biết là thánh donosco đã, đã xin với đức mẹ vô những nguyên tội cứu vớt linh hồn của cái bạn trẻ này của các em thiếu niên này và đó cũng là sứ mệnh tông đồ của dòng donosco là luôn luôn là cầu nguyện và đồng hành với các trẻ em bụi đời đưa các em trở về với chúa chúng ta hôm nay ngày lễ đức mẹ vô những nguyên tội chúng ta xin đức mẹ cho chúng ta và chúng ta cũng cầu xin đức mẹ cứu giúp các linh hồn những người thân yêu của chúng ta con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn